Alo, xin chào anh em. Trước mắt anh em đây là hôm 48, hôm 60 này, đang đi đóng cho khách này. Đấy, bên mình có bà xã đóng rất là chuyên nghiệp. Đấy, đấy, thấy chưa? Đấy. Ôi trời ơi, đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, hộp đấy, là mình mua lại hộp chuẩn luôn các bạn nhé. Nên là khi đến đến nơi là hàng vẫn đẹp như thường. Đấy. Rất chuẩn luôn các bạn này. Rồi, chúng ta xem sản phẩm nha. Wow, sản phẩm này. Wow, đấy, này, xem này. Wow. Chao ơi, hàng này rất là đẹp luôn. Đẹp như tranh này. Hàng thế này thì thôi rồi luôn này các bạn này. Này, chuẩn luôn này. Đây là hôm 60 nhá. Khi các bạn nhận hàng là kiểm tra hàng xem thoải mái, không thích thì trả về. Đấy, đơn giản như thế thôi. Không cần cọc, cũng không cần chuyển khoản. Đấy, nhận hàng trả tiền. Bên mình làm ăn uy tín mà. Đấy. Đấy. Hàng này rất là chuẩn luôn em. Chỉ có số 1 luôn chứ không có số 2 đâu. Đấy. Nên anh em cứ tham khảo thoải mái nha. Thoải mái. Anh em cần thì cứ ô la cho mình. Đấy. Cái nào giống như cái nào không có thể mà sai được đấy. Chính xác 100% luôn đấy, à. Hàng thế này, này các bạn thấy không, đây là hàng 48 các bạn nhé. Rồi. Đấy, chính xác luôn đấy. Anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình hoặc là kết bạn cho lôi mình nhá, đấy để có thể xem hàng trực tiếp để tạo nên uy tín cho tốt hơn đấy. Chứ dư trên mạng này lừa đảo nhiều lắm đấy, anh em cẩn thận. Đấy. Cứ kiểm tra hàng mà lấy nha. Còn anh em khách quen rồi thì khỏi phải kiểm tra. Đấy. Rồi, xin chào anh em.